Sáng ngày 21 tháng 7 năm 2022, đồng chí Bùi Văn Thượng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cùng các đồng chí trong Ban chăm sóc người có công huyện Tân Lạc đã đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 tại thị trấn Mã Đức. Các gia đình đoàn đến thăm bao gồm ba gia đình thương binh nặng là ông Vũ Ngọc Đảng, ông Bùi Văn Dường và ông Bùi Văn Nhung và gia đình thương binh ông Bùi Văn Sình. Thăm và tặng quà gia đình bà Vũ Thị Thân, vợ liệt sĩ, thờ cúng bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình ông Bùi Xuân Hình, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và gia đình ông Bùi Văn Khường, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Đồng chí Bùi Văn Thượng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã trao tận tay đến các gia đình quà của Chủ tịch nước, quà của tỉnh và huyện.